bị cô phạt. Chứ còn gì nữa, xấu mà không lo học. Chết chưa, chết chưa. Đám bên đó, có gì đâu mà vui. Đâu biết gì mà nói. Đây. Đây. Đi đâu, đi đâu. Có chuyện gì vậy? Tao có biết đâu. Vậy thôi, Ken đưa Luna về nha. Ừ. Đây. Ủa? Nãy tí đô đi đâu vậy? Tụi bay giật đồ. Rồi tìm được chưa? Nè. Tí đô, hồi nãy á, lúc mà tí đô chạy đi á, Luna gặp Ken. Ủa? Xong rồi á, Ken đưa Luna về một đoạn. Sướng quá vậy, thiệt không á? Thiệt, mà không những vậy nha. Luna còn gặp được một cái tiệm bán dép rất là xinh. Thế là đã ghé vô mua được đôi dép heo màu vườn. Rất là hợp với dép của mình. Tôi cũng có nè. Trời ơi, đâu ra hay vậy? Đâu thấy không? Bây giờ Luna đi học là có người để ý rồi. Nên phải tươm tất từ đầu tới chân. Xin không? Xin không? Trời ơi, đâu vậy? Mới mua. Thay. Ủa đâu có thay vậy? Đây, chạy lên, nhanh lên, đây tôi giữ giùm cho. Thôi, về, đi đi vô toilet nha bác. Ken sẽ cua được Lana. Chứ nếu mà theo đuổi thiệt á thì phải tôi mới xứng. Hỏi nghiêm túc nha. Đôi nhìn kỹ Luna đi. Luna thấy mình đâu có xấu lắm đâu. Thấy cũng đẹp lắm mà, đúng không? Sao vậy? Cũng có giỡn. Hỏi nghiêm túc, nói thật lòng đi. Xấu thì cũng không phải xấu ai. Đẹp, đẹp lạ, đẹp lạ, đẹp lạ. Không, đẹp lạ. Ai mà thích. Không có thích đẹp lạ. Thích đẹp như mấy chị người mẫu cơ. Có cách nào không ta? Có, cho anh cấp. Tìm gì vậy? Đây. À, làm đẹp xinh xinh nè. TikTok, oh TikTok, ngày tháng trôi dần, đến nay người vẫn rối ren.